Bà Nguyễn Phương Hằng, nhân vật đình đám trên mạng xã hội với nhiều phát ngôn chỉ trích nhiều người nổi tiếng, đã bị công an chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát để truy tố sau khi hoàn tất điều tra, báo chí trong nước đưa tin. Theo kết luận điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh được tờ Tuổi trẻ dẫn lại, thì trong những buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội trong gần một năm, kể từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã nói nhiều điều xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng uy tín và xâm phạm đời tư nghệ sĩ Hải Hoài Linh, các ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Vi Anh, Thủy Tiên, cầu thủ bóng đá Công Vinh, nhà báo Hàn Ni và phó tổng biên tập báo pháp luật Nguyễn Đức Hiền. Những buổi phát trực tiếp của bà Hằng đã thu hút hàng triệu lượt xem, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Nhờ vào đó bà đã xây dựng được sự ủng hộ đông đảo của cư dân mạng, vốn ca ngợi bà đã dám lên tiếng phơi bày bộ mặt xấu xa của giới nghệ sĩ trong nước. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình thẩm vấn bà Hằng, bà đã thừa nhận các thông tin mà bà đưa ra là do bà đọc qua các nguồn và nằm mơ và không đưa ra được các căn cứ chứng minh.